Như vậy là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã bắt đầu. Đội chủ nhà Hải Phòng với trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ phía bên phải mà nhỏ quý vị và các bạn. Đá cao nhất trên hàng công của câu lạc bộ Hải Phòng đó là hai cầu thủ. Số 10 là Diego Silva và số 11 Diego Fagan. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hải Phòng đó là ông Phạm Anh Tuấn. Diego Fagan. Một quả phạt 11m dành cho câu lạc bộ Hải Phòng. Đã có tình huống phạm lỗi của một cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Ở phút thứ 3, các cầu thủ Hải Phòng đã được hưởng một quả đá 11m rất bất ngờ. Và chúng ta cần xem tình huống quay chậm để biết lỗi chính xác hơn là của cầu thủ nào. Người vừa bị phạm lỗi đó là Nghiêm Xuân Tú. Pha phối hợp giữa Diego Fagan và Nghiêm Xuân Tú. Diego rất chính xác. Một pha đá phạt rất mạnh mẽ của Diego Fagan. Diego Silva. 1-0 cho câu lạc bộ Hải Phòng. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 4. Cầu thủ Diego Silva đã ghi được bàn thắng cho câu lạc bộ Hải Phòng từ chấm 11m. Ghi được bàn thắng ở những phút đầu tiên, chắc chắn tâm lý của các cầu thủ Hải Phòng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Không có một cơ hội nào dành cho thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. Mặc dù đã đoán được hướng bóng nhưng anh không thể với được trái bóng trong tình huống vừa rồi. Vì lực đi trái bóng là rất mạnh sau pha sút phạt của Diego Silva. Nghiêm Xuân Tú đánh đầu rất nguy hiểm. Bóng đập đúng vào cột dọc trong tình huống vừa rồi. Đó là pha đánh đầu của Diego Silva. Nghiêm Xuân Tú. Câu lạc bộ Hải Phòng đã có tình huống nguy hiểm tiếp theo. Và chúng ta cùng xem lại tình huống này. Và bật cao đánh đầu của Diego Silva. Tạt bóng vào trong, không được. Pha phá bóng của trung vệ Gustavo. Ghi được bàn thắng, các cầu thủ Hải Phòng đang chơi tốt hơn so với đội khách Sông Lam Nghệ An. BKMX Bình Dương đang dẫn trước câu lạc bộ Viettel trên sân nhà với tỷ số tạm thời là 1-0. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đang tạm dẫn Quảng Nam với tỷ số là 1-0. Xuân Mạnh, Peter Samuel. Vẫn là Peter Samuel, tạt bóng vào trong, dứt điểm vào. Tỷ số là 1-0. Người vừa ghi bàn đó là Philippe Martin. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 28 của trận đấu. Công lớn thuộc về Peter Samuel. Pha đột phá dũng mãnh của Peter Samuel. Anh đi bóng sát đường biên ngang. Rồi có pha chuyền ra tuyến 2 cho Philippe Martin. Băng vào đệm lòng cận thành. Trong tình huống vừa rồi, thủ môn Văn Toản đã bó tay. Một pha dứt điểm quá khó của Peter Samuel. Và đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Philippe Martin ghi được ở mùa giải này cho câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hải Phòng, đặc biệt bên phía hành lang ngay phải, Adriano Smith đã để cho Peter Samuel vượt qua một cách dễ dàng. Rất mạnh. Đường chuyền vào chính xác cho Philippe Martin, băng vào đệm lòng. Rất khỏe. Adriano Smith đã không thể theo kịp được với pha đi bóng của Peter Samuel. Mạc Hồng Quân đã để mất bóng. Phan Văn Đức. Đường chuyền cho Peter Samuel. Dứt điểm, không vào. Và dứt điểm quyết đoán của Peter Samuel, thủ môn Văn Toản đã xuất sắc cứu thua cho câu lạc bộ Hải Phòng trong tình huống vừa rồi.
Chúng ta cùng xem lại pha đi bóng và dứt điểm rất tốt của Peter Samuel. Tình huống đi bóng vào trong khá dẻo của Peter Samuel. Đường truyền của Peter Samuel cho Phan Văn Đức. Vẫn là Peter Samuel. Có thể dứt điểm. Rất nguy hiểm, pha dứt điểm của Bùi Đình Châu. Không phải, đó là pha dứt điểm của Sĩ Sâm. Nhưng bóng đi sát xà ngang. Tình huống dứt điểm rất mạnh của Sĩ Sâm. Chúng ta cùng xem lại tình huống nhả bóng ra rất thuận lợi của Peter Samuel cho Sĩ Sâm. Peter Samuel, pha đi bóng rất tốt. Peter Samuel dứt điểm, không vào. Trong trận đấu này, Peter Samuel đã thi đấu rất hay. Những pha đột phá cá nhân vượt qua đối thủ một cách dễ dàng. Vừa rồi là pha độc diễn của Peter Samuel. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đối mặt với Peter Samuel là 4 cầu thủ của Hải Phòng nhưng anh vẫn vượt qua. Và thủ môn Văn Toàn đã chơi cảnh giác. Nguyễn Xuân Tú. MAD dứt điểm không vào. Nhưng trọng tài đã ra hiệu đã có tình huống việt vị của các cầu thủ Hải Phòng. Một pha dứt điểm rất nguy hiểm của MAD. Thủ môn Văn Hoàng đã phản xạ rất kịp thời. Nhưng rất may là trợ lý trọng tài đã căng bật cờ báo việt vị đối với Diego Fagan. Vô lý như vậy, không có ai gây áp lực. Philippe Martin dứt điểm từ xa, rất nguy hiểm. Thủ môn Văn Toàn đã rất cảnh giác trong tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm bằng cái chân trái đã gây khó khăn cho thủ môn Văn Toàn của Philippe Martin. Phút thứ 60 của trận đấu, tỷ số vẫn đang là 1-1. Thank you.
thứ 90 của trận đấu. Như vậy là trọng tài Ngô Duy Lân đã thổi còi kết thúc trận đấu. Một kết quả thắng lợi chung cuộc dành cho câu lạc bộ Hải Phòng với tỷ số là 3-1 trước Sông Lam Nghệ An. Người hùng của câu lạc bộ Hải Phòng trong trận đấu này đó là Diego Silva. Anh đã có một cú hat-trick. Một thế trận cân bằng được tạo ra, nhưng những bàn thắng thì đến với những cá nhân nổi trội. Câu lạc bộ Hải Phòng đã có bàn thắng đầu tiên mở tỷ số trên chấm 11m của Diego Silva. Ngay sau đó là Peter Samuel đã kiến tạo cho Philippe Martin có bàn thắng quân binh tỷ số. Diego Silva đã có 2 bàn thắng. Về sau một bàn thắng siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1. Sau đó là pha đánh đầu cận thành ghi bàn thắng thứ 3 cho câu lạc bộ Hải Phòng. Một chiến thắng xứng đáng của đội chủ nhà Hải Phòng trước Sông Lam Nghệ An. Và bây giờ buổi tường thuật trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An trong khuôn khổ vòng đấu thứ 13 của giải vô địch quốc gia LS V-League 1 năm 2020 của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.